Thưa quý khán giả, mất khoảng 15 phút đi phà thì bây giờ Diễm Phúc đã có mặt tại Cù Lao Dày. Theo lịch sử thì nơi đây từng là một làng rất là điển hình trong quá trình đi khai quang, lập ấp, mở mang vùng đất phương Nam dưới triều Vua Gia Long. Và nơi đây hiện còn tồn tại hai khu lăng mộ cổ được xây dựng cách đây khoảng 180 năm. Đó là khu mộ của bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ của ông Thoại Ngọc Hầu và khu mộ của cha mẹ vợ ông. Và chuyến hành trình lần này thì chúng tôi sẽ khám phá Cù Lao Dày. Xin mời quý khán giả cùng đồng hành. Đất Cù Lao Dày, chúng tôi đến Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình để gặp gỡ những cán bộ địa phương và ông Nguyễn Văn Điền, một giáo viên dạy văn đã về hưu. Ông sẽ là người đồng hành với chúng tôi trong chuyến đi này. Nơi mà chúng tôi chọn đến đầu tiên là mộ của bà Nguyễn Thị Tuyết, một trong hai khu mộ cổ được xây dựng cách đây khoảng 180 năm. Đường đến khu lăng mộ cây cối khá rậm rạp, tùm, làm cho những người lần đầu tiên đến như chúng tôi không tránh khỏi những cảm giác lạ lẫm, pha lẫn chút hồi hộp. Kính thưa bà, hai con Nguyễn Văn Điền, người ở địa phương. Thắp một nén hương trước ngôi mộ đã nhuốm màu cổ kính, rêu phong. Chúng tôi thành tâm khấn nguyện người đã khuất để có một chuyến hành trình khám phá thật thuận lợi và được hiểu hơn về những câu chuyện từ thời xa xưa tại xứ Cù Lao này. Đây là cái phần mộ mà gọi là cổ nhất của xứ Cù Lao Dày này. Phần mộ thứ nhất là của bà Nguyễn Thị Tuyết, là đây là bà mẹ ruột của Nguyễn Văn Thoại, tức Thoại Ngọc Hầu. Khi về làm trấn thủ Vĩnh Thanh, ông mới về quê, tức là về lại thăm mộ cha mẹ hai bên. Chúng ta thấy tất cả di tích này đều làm hồi thời Thoại Ngọc Hầu. Được biết khi ông về đây làm thì bà đã chết trước đó, là cũng khá lâu rồi. Cái bia mộ nằm ở dưới đây là cái bia mộ cũ. Khi mà ông làm rồi xong thì lập cái bia mới là để có ghi tên ông đó là người lập mộ. Dấu vết của thời gian đã phủ lên những ngôi mộ đá, như kể cho chúng tôi nghe câu chuyện từ thời xa xưa. Khu mộ là minh chứng rõ nét nhất, góp phần xác định Cù Lao Dày chính là quê hương thứ hai của Thoại Ngọc Hầu. Ông là người đã có công khai phá vùng đất Nam Bộ, nổi bật nhất là hai con kênh Thoại Hà và Vĩnh Tế, được ông cho đào với chiều dài hơn 100 km từ An Giang ra Biển Tây, đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp, giao thương và an ninh quốc phòng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dạ, mình đi tiếp đó chú ha. Đây là phần mộ của ông Châu Vĩnh Quy, là cha vợ của Nguyễn Văn Thoại. Ông về đây sinh sống trong cái phái đoàn Thuận Quảng, vào đây có năm kiến họ Nguyễn, Quỳnh, Trần, Châu, Võ. Đây là ông là đại diện cho họ Châu, có lẽ là ông là người uy tín nhất của trong gánh họ Châu hay là trong phái đoàn, nghe người xưa kể lại á. Bởi vì ông là nhà nho học. Khi về đây, ông mở hai cái phòng dạy nho học cho bà con ở đây, sinh sống ở đây, để được biết cái chữ để viết, để giao dịch với bên ngoài. Sau khi xây dựng hai khu lăng mộ, Thoại Ngọc Hầu đã cho đào kênh, xây đình chùa tại Cù Lao này, để người dân có nơi thờ cúng, hội họp làng xã. Tiếc là trong thời gian chiến tranh, ngôi đình do ông Thoại Ngọc Hầu xây dựng đã không còn. Đình Thái Bình mà chúng tôi đến thăm được xây dựng sau này trên nền đất cũ của ngôi đình xưa kia. Đình Thái Bình tuy đơn sơ nhưng được người dân địa phương thường xuyên tới lui cúng giếng. Đây là nơi để bà con gửi gắm lòng thành, sự tri ân trước những bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công khai quang lập ấp và các thần linh đã phù trợ cho vùng đất này mưa thuận gió hòa, người dân được an cư, lạc nghiệp. Bên cạnh những công trình kiến trúc mang đậm giá trị về văn hóa, lịch sử, Cù Lao Dày còn có những nghề truyền thống tồn tại lâu đời.
Thưa quý khán giả, đến với Cù Lao Dài thì Diễm Phúc nhận thấy ở đây có một cái loại cây trồng rất là đặc biệt, đó chính là cây lát. Loại cây này đã gắn bó với bà con trên vùng đất Cù Lao Dài từ hàng trăm năm trước. Và có những thời điểm cây lát đã trở thành loại cây trồng chủ lực, mang lại nguồn lợi kinh tế cho bà con nơi đây. Và bây giờ thì Diễm Phúc sẽ cùng tìm hiểu xem loại cây này được trồng cũng như là được thu hoạch như thế nào. Dạ Diễm Phúc chào anh ạ. Dạ anh ơi, anh đang làm cái công việc này thì được gọi là mình đang làm gì đây ạ? Cái này mình phát lát. À, mình gọi là phát lát. Dạ. Cây lát này mình trồng trong thời gian bao lâu thì mình có thể thu hoạch được ạ? Tháng nước lên thì 5 tháng, còn qua cái tháng khô thì 4 tháng. Dạ, có nghĩa là một năm mình trồng được khoảng 2 vụ lát. Hơn 2 vụ. Dạ. Cái dụng cụ mà mình để mình phát lát cái này gọi là cái gì hả anh? Cái phản. Dạ, gọi là cái phản. Còn đây cái cù nẹo. À, có hai cái. Không có cái này thì phát không được, không có gom mớ lại được. Dạ, cái này là cái cù nèo bằng cây, còn cái này là phản để mình phát, cũng khá là nặng. Dương Phúc muốn thử phát thử xem có được không anh? Cái này công chuyện này đàn ông làm chứ theo như phụ nữ mấy cô làm không nổi đâu. À, dạ vậy hả anh, thôi vậy thì em trả anh đây ạ. À. Em có thể làm giúp anh một cái công việc nào đó. Cái đó thí dụ như cái đó cô làm cái đó nhẹ, chuyện đó cô làm được. Này mình hốt mình đem lại đằng kia đúng không anh? Dạ. Phải làm cho nó có con đoạn nè, dẫn lại. À. Đỡ lên. Rồi nè. À đây em. Đi. Em dọng lại cho. Rồi bây giờ chị ôm lát này là đằng mấy cái chị trẻ đắng. À đằng kia hả anh? À, rồi. Rồi để Diễm Phúc đi đâu. Dạ. Dạ con chào mấy cô ạ. Dạ. Đây, con gom lát lại cho mấy cô đây. Tập cho anh Dân. Cô ơi, làm lát này thì nó có bao nhiêu công đoạn hết thải à? Trời ơi, cực lắm. Mới đầu á thì mình cuốc lạt khen, cuốc lạt đất á, rồi mới bứng. Bứng lát này nè, bứng ra rồi mình nó cấy xuống, xôm lỗ mình nó cấy xuống. Cấy xuống rồi mới tới thời hạn chọi phân. Mùa này thì phân ít, là mùa tháng 2 là phân nhiều đó. Em làm cũng cực quá, có nhiều công đoạn. Trẻ xong rồi phơi. Rồi, phơi xong mình làm gì ạ? Búng đuôi lại. Búng lùi lại là tờ dày là phơi ba ống nắng mới khô nè. Cái tháng 2 thì hai nắng nè. Dạ. Tháng 2 còn khỏe hơn tháng này. Tháng này nhiều khi mặn là áo quách luôn á. Cảm ơn cô, cảm ơn mấy cô chú ở đây ạ. À. Ngày nay, bà con nơi đây đã chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, nên diện tích lát trên Cù Lao không còn nhiều. Tuy nhiên, một số ấp ở đuôi Cù Lao như Bình Thủy, Thông Lưu, thuộc xã Thanh Bình, bà con vẫn còn giữ cây trồng truyền thống là cây lát. Một buổi ra đồng và thử làm công việc của những người nông dân, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được sự vất vả nhọc nhằn của những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tạm biệt cánh đồng lát và những bà con nông dân thân thiện, chúng tôi đến thăm những cơ sở dệt, nơi cây lát sẽ được hóa thân thành những chiếc chiếu bền đẹp phục vụ cho con người. Những người thợ dệt chiếu nơi đây nói rằng, người dân Cù Lao Dài đa phần biết làm lát, xe lõi, dệt chiếu. Các chị ở đây ai cũng có thâm niên, 5 năm, 10 năm trong nghề dệt. Ấy vậy mà mỗi ngày mỗi người dệt giỏi nhất cũng chỉ hơn 10 chiếc. Còn với những người mới lần đầu dệt chiếu, thì công việc này quả thật không hề dễ dàng như chúng tôi nghĩ. Xem ra, dệt chiếu máy như thế này thì khó mà học nghề. Vì thế chúng tôi lại tiếp tục tìm đến những hộ gia đình còn dệt chiếu thủ công với mong muốn sẽ học được một chút nghề truyền thống của bà con trên xứ Cù Lao Dài. Mỗi nơi chúng tôi đến, mỗi người chúng tôi gặp đều cho chúng tôi những cảm xúc tốt đẹp về vùng đất và con người trên Cù Lao hiền hòa này. Dù mới quen, nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn học nghề thì ai nấy đều vui vẻ. Cô ơi, cô làm nghề dệt chiếu này bao lâu rồi cô? Nay cũng bốn mấy năm chục năm rồi. Mỗi ngày cô dệt chiếu như thế này thì cô dệt được khoảng bao nhiêu chiếc chiếu? 6 chiếc, một chiếc vậy là 2 thước. Con rất là muốn được hiểu về những cái phòng trên cái chiếc chiếu này. Cô có thể chỉ con những cái sợi chỉ này gọi là gì ạ? Hồi đó thì dệt trân, bây giờ gân. Dạ, gọi là gân. Dạ. Còn cái này gọi là gì cô? Cây dập. Cây dập. Còn cây chùi đó là cây con chùi. Trên một cái chiếc chiếu có bao nhiêu cái cọng trân tất cả cô? Một đường vậy nó 4 sợi.
24 đường. Ngày ngày bên khung dệt, những người thợ miệt mài, cần mẫn, khéo léo tạo ra những chiếc chiếu bền, đẹp. Dù thu nhập từ nghề này chưa phải là cao, nhưng bà con vẫn gắn bó với tình yêu và mong muốn gìn giữ nghề truyền thống của ông bà. Với điều kiện tự nhiên sẵn có, cây trái ngọt lành quanh năm, lại cách thành phố Vĩnh Long chỉ hơn 30 km. Nên thời gian gần đây, Cù Lao Dài được du khách gần xa đến tham quan, du lịch, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Những du khách người Pháp này lần đầu tiên đến Việt Nam, họ chọn homestay của ông Nguyễn Bá Cường trên Cù Lao Dài làm điểm dừng chân. Không gian yên tĩnh, thoáng mát, xung quanh cây cối xanh tươi sẽ làm cho du khách thư thái, yên bình khi được hòa mình với thiên nhiên. Chiếc cầu khỉ trơn trượt sau cơn mưa, con đường bùn đất vẫn không làm vơi đi sự hứng khởi trong hành trình khám phá vùng đất Cù Lao của những người bạn Pháp. Từng gốc cây, ngọn cỏ, mỗi bông hoa, mỗi loại trái cây trong vườn nhà đều đem đến cảm giác mới lạ, thú vị cho những du khách. Những quả chín ngọt lành được cắt diêu từ phù sa màu mỡ, từ sự lao động cần cù và chứa đựng cả tấm lòng thơm thảo của bà con nơi đây dành cho du khách. Cù Lao Dài, viên ngọc xanh nổi giữa dòng cổ chiên thơ mộng sẽ là cái tên mà chúng tôi mãi nhớ trong hành trình đến thăm những miệt Cù Lao, bởi nơi đây không chỉ có cây lành trái ngọt, những con người hiền hòa, đôn hậu, mà còn có những dấu cũ, nét xưa từ thời các bậc tiền nhân đi đào kênh, lập ấp, mở mang vùng đất phương Nam.